Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Thông minh. Thương hiệu con Redmi của Xiaomi đã bước chân vào phân khúc smartphone cao cấp với sản phẩm mang tên là Redmi K20 Pro. Trong năm 2020 vừa rồi thì chúng ta có một sản phẩm nữa kế nhiệm sản phẩm này mang tên là Redmi K30 Pro. Thì đến năm nay thì cũng đã bước sang năm thứ 3 rồi và tiếp tục những thông tin rò rỉ về sản phẩm kế nhiệm của Redmi K30 Pro. Redmi K40 Pro thì dạo gần đây đã xuất hiện rất là nhiều tin đồn. Vậy thì mẫu smartphone sắp tới đây của thương hiệu Redmi này sẽ có những gì thú vị thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những smartphone đến từ thương hiệu Xiaomi hoặc Redmi tại Di động Thông minh thì cũng có thể click link dưới phần mô tả của video này nhé. Mới đây thì ông Lu Wangbin, phó chủ tịch tập đoàn Xiaomi đồng thời cũng là tổng giám đốc của thương hiệu con Redmi đã có những chia sẻ về chiếc smartphone này. Theo đó thì dự báo đây vẫn sẽ tiếp tục là một mẫu smartphone được trang bị những gì cao cấp và mức giá thì lại cực hợp lý luôn. Tương tự như mẫu Redmi K30 Pro năm ngoái thì chắc chắn rằng là thế hệ Redmi K40 Pro sắp tới đây cũng sẽ được trang bị con chip cao cấp nhất hiện nay của nhà Qualcomm, đó chính là Snapdragon 888. Đây là con chip đã được Xiaomi sử dụng trên chiếc Mi 11 mà hãng mới ra mắt gần đây, cũng như là nhiều flagship sẽ ra mắt trong khoảng thời gian tới như là Samsung Galaxy S21 hay là Oppo Find X3 Pro. Như vậy thì với việc được trang bị con chip Snapdragon 888 này thì Redmi K40 Pro sẽ khiến cho nhiều mẫu flagship khác của các hãng trên thị trường sẽ phải lo lắng và dè chừng, bởi vì là Redmi luôn nổi tiếng với những mẫu smartphone, đặc biệt là trong phân khúc cao cấp, có cấu hình cao nhưng mà mức giá lại cực là rẻ. Về thiết kế thì chiếc Redmi K40 Pro này có hơi hướng thiết kế giống với chiếc Xiaomi Mi 11 mới được ra mắt gần đây của Xiaomi, với cụm camera hết sức là độc lạ. Cùng với đó, ở phía trước thì các bạn sẽ có một màn hình nốt ruồi ở chính giữa. Và điều đặc biệt là lần này Redmi K40 Pro cũng vẫn sẽ được tối ưu phần viền màn hình, giúp mang đến cho chúng ta những cái diện tích hiển thị lớn hơn, cùng với đó là tăng tính thẩm mỹ cho chiếc máy. Có rất nhiều thông tin xoay quanh trang bị màn hình của K40 Pro. Như trước đây thì leaker Digital Chart Station tiết lộ là Redmi K40 Pro sẽ có màn hình tốc độ làm tươi cao và sáng nhanh hơn. Cụ thể thì K40 Pro nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình tốc độ làm mới lên tới là 144Hz. Bởi trước đó thì những chiếc Redmi K30 Pro đã được trang bị màn hình tần số quét là 120Hz rồi, trong khi phiên bản K40 tiêu chuẩn thì có khả năng sẽ đi kèm với màn hình 90Hz. Bên cạnh đó, cả Redmi K30 Pro hay là K30S đều được hỗ trợ sạc nhanh 33W. Trong khi đó thì Redmi K40 Pro hứa hẹn sẽ ra mắt với cái công nghệ sạc nhanh mới cùng với con chip Snapdragon 888. Nhưng mới đây, chia sẻ của ông Lu Wangbin, tổng giám đốc thương hiệu con Redmi thì có nói rằng Redmi K40 Pro sẽ sở hữu hai thứ rất đặc biệt. Thứ nhất, nó sẽ có dung lượng pin hơn 4000 mAh. Điều này thì cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là smartphone của Redmi hay là smartphone của Xiaomi thì được trang bị dung lượng pin rất là lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng dài của mọi người. Ngoài ra còn một chia sẻ nữa thì Redmi K40 Pro sẽ là smartphone có màn hình phẳng đắt tiền nhất. Và không biết thì chia sẻ này của ông Lu Wangbin có ẩn ý gì? Liệu đây sẽ là màn hình AMOLED hay là IPS? Rồi được trang bị tần số quét là 120Hz hay là 144Hz, có biết đâu là hơn thì sao? Tất cả chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi đến khi mà chiếc Redmi K40 Pro này được ra mắt nhé. Còn về camera thì Redmi K40 Pro nhiều khả năng sẽ được trang bị 4 camera. Bởi vì trước đây với thế hệ Redmi K30 Pro chúng ta có tới 4 camera rồi, và camera chính của Redmi K30 Pro thì cũng lên tới là 64MP. Biết đâu thì sắp tới đây với chiếc Redmi K40 Pro chúng ta sẽ có camera 108MP thì sao? Bởi vì là hiện nay Xiaomi đang là một trong những hãng smartphone đi đầu trong việc trang bị camera có cái độ phân giải rất là lớn. Tiêu biểu như chúng ta có Xiaomi 10T hay là có Redmi Note 9 Pro 5G chẳng hạn, một chiếc máy với mức giá chỉ hơn 6 triệu nhưng mà đã có camera 108MP rồi, đúng không? Và cái điều quan trọng hơn cả cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là mức giá của sản phẩm này. Và mức giá này thì cũng được phía Xiaomi đã chia sẻ. Cụ thể thì Redmi K40 Pro sẽ ra mắt với mức giá khoảng 2.999 nhân dân tệ. Khi mà quy đổi ra tiền Việt thì nó rơi vào khoảng hơn 10,6 triệu đồng. Tin được không, một chiếc máy với những trang bị rất là cao cấp mà lại chỉ có mức giá hơn 10,6 triệu đồng mà thôi. Rất là tuyệt vời đúng không? Và như vậy, nếu như mà thực sự Xiaomi ra mắt chiếc Redmi K40 Pro với mức giá như này thì đây rất có thể sẽ là một trong những smartphone được trang bị con chip Snapdragon 888 có mức giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Và bên cạnh Redmi K40 Pro thì nhiều khả năng Redmi cũng sẽ ra mắt thêm một chiếc Redmi K40 với cấu hình tầm trung và mức giá phải chăng hơn. Và hai chiếc máy này thì dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 2 năm nay. Vậy là vừa rồi thì mình cùng với các bạn đã điểm qua những thông tin xoay quanh những chiếc Redmi K40 hay là K40 Pro của Xiaomi sắp được ra mắt tới đây.
cụ thể hơn thì phải là thương hiệu Redmi đúng không? Và các bạn thấy sao về chiếc Redmi K40 Pro cùng mức giá của nó? Hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!